Hello everyone, it's time to study English. Today, nè tặng ọc nìa, bên nì chìa bê đã trở sắc xa phía xa ăn lễ. Today, we will study unit 5. Ngày nâng dương nâng riêng mê riêng tì đọc bí, Monsters. Sát chùm lại, tràn. Firstly, the green monster. Green, bò bày tóng. The green monster, it means sát chùm lại bò bày tóng mùi. Okay, this lesson is at page 78 and page 79. Chẳng mê riêng nâng cứ đợi tổng bò tì chất sắp rạm bấy nâng chất sắp rạm bốn. So now, let's learn. À lời tỏ dương chập rạm riêng. Look at here. Look at the pictures. What does it mean? Bộ pra thăm mây tớ. It means cho con lấy mơ rụp hiếp tiếng này. They are opposite. Bộ viết cứ khó khăn nỉa. Được cơ cái hai bằng chắc khăn nỉa, tối khăn nỉa. Opposite means very different. Opposite mean này tha khó khăn nỉa khăn. Can you match the opposites? Ta này ai chụp phép khó khăn nỉa bàn đà rửa tế. So now, how many pictures here? Ta rụp miên phẩm án tới nơi tì ní. There are 14 pictures. Chẳng chắc miên rụp hiệp chùm nụ đọc 4. So I want you guys look at it carefully. Nè cử cho ngài phôn mơ rụp hiệp nâng đòi prong phở giáp. Ok. After that, bà tô bì nụ. Look at here, xong bước lại ní. Can you match the words with the pictures? What does it mean? Bộ prai thăm mới. Ok. Chẳng cứ kì chẳng bàn đầy thá ta nì ái chốt bị chứ môi nâng rụp hiếp bàn đầy rửa tề. Match the number with the letter in your notebook. Chẳng kì ái chốt lê chứ môi nâng ả xó nâng khăn ông xịp hơ có tra rồi bọc ồn. So how many words here? Cho biện miên phần màn tới nơi tì ní. There are 14 words. Chẳng chẳng miên bịa chùm nốt đọc buồn and 14 pictures. Hai đang rụp hiệp chùm nốt đọc buồn được nè. So you can try to match it. Write down into your notebook. Nè tặng ọc này ai chìa dìm chọc viết hay cọt viết cho tặng không sắp hợi. Ok, do it. Xong phơ viết. If you finish, let's check the answer all together. Bà sân chỉ nè tặng ọc nìa thử hai, nhưng chạy mươi chùm lòi tặng ọc nìa nè. So now listen to tab script 4.12.4. Chẳng ở lỡ xong đọc nơi xài ăn xùm lên 4, chốt đọc bí chốt buồn. Chẳng xong đọc tặng ọc nìa. Tab script 4.12.4. Old. Old. Okay. What word did you hear? Ta nè tặng ọc này bạn lưu bị ấy. Cứ bị thá. Old. Old. Where's old? Ta old nó bị lấy bảo mạng tử. Old number 7. What does it mean? Bộ bà thầm mạch tử. Old bộ bà thá. Chá. So now move here, à lỡ màu bì bình. Small. Small. Okay. Small. Small. What does it mean? Small bọc prai thăm bạch tớ. Small mean này thả tội. What number? Lấy bằng màn tớ. Number 2. Small. Chẳng chẳng small cái nơi cái lại ní. Letter C. Okay. Look at letter C. What is it? Chẳng xong mơ. À xó xí, ta vi chìa vậy tớ. So now listen, à lời xong stop. Tidy. Tidy. Ok, tidy. Tidy. Tidy, where is it? Nên lấy bằng mạng tớ. Tidy is number 10. Dạ, tidy cái nơi cái này ní, number 10. Tidy it mean đại miến, sẵn đặt thân hộp. Rồi còn mình sẵn đọc thân hộp. We did learn about this word. Dừng thuộc riêng bị này hỏi ấy. So now, letter D. À là dừng mơ ở sọ D. With what number? Check. Chạy mơ. Happy. Happy. Ok, happy. Happy. Number 5. Happy. It means
Sabai rig, rig. So now letter E là sao E bên mà đón. Tall. Tall. Okay, tall, tall. Tall number. Tall. Chà, tall cái này đi. Tall it means cổ. How about this? À lỡ chỗ đó cái này đi vinh. Dry. 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 Number 12. Okay, dry number 12 is opposite of the word wet. Chẳng dry nó cứ tôi đừng bị thảo wet. Wet sớm. Dry mình đây thả. Sngụt. Sngụt. Cái này cột còn bông phong sọ nè. Sngụt. Now picture G. À lỡ mà đo rụp hiệp G. Listen. Sụp stop chùm lối. Pretty. Pretty. Okay, pretty. Pretty number 13. Pretty, it means sạch, sạch. Now, 8. Big. Big. Okay, where is big? Big nơi lên bằng mạng tới. It's number 3. Big, it means opposite of the word small. Tôi đừng biết small. Big mean này thả, thùng. So now, letter I là ưu mọt đó số I vĩnh. Short. Short. Okay, short. Short, opposite of the word tall. Chẳng, short tôi nâng biệt tall. It's number 4. Number 4, short. It means tiếp. How about this? Listen. Sad. Sad. Okay, he is sad. Quát cứ sad. Sad opposite of the word happy. Sad tôi nâng bị happy. Happy is by sad. Grim crom. It's number 6. Okay, sad. Grim crom. How about this? Let's check. Hãy lấy xong snap. Messy. Messy. Okay, messy. Messy đã rồi nhé rồi nháy. Opposite of the word tidy. Vì tôi bị biệt tidy. Đại mình sẽ đọc thân hộp. Messy number 9. Number 9. Messy. How about this? Check. Wet. Wet. Okay. Wet. Wet. Đại xám. Number 11. Wet. And here. Listen. Young. Young. Okay, young. Opposite of the word old. It's number 1. Young. Last one. Trong cái kế. Listen. Som snap. Ugly. Ugly. Okay. Ugly opposite of the word pretty. Ugly number 14. Okay, did you do it right? Để tất cả thua trời ớt. Good job everyone. If you try. Chẳng lỡ ná, nè tặng ọc ní. Đại nè tặng ọc ní bán phía dìm phơ ná. And I want you guys to write it down into your book. Nè cổ chọn ai bọn cót vía cho tôi không dập phơ. Write the opposite next to each other. Chẳng nè cổ chọn ai bọn cót vía cho dập phơ khai. Cót biện đại bà tôi khí nha, đã nè cơ bài khí nha. Okay, if you finish, move on. Bà xanh dịp ôn, cót chọc hai dương bà to từ một tiết. Look at the picture. Kéo dùng mơ rụp hiếp. What is happening? Ta còn bông thử miên rửa với cả láng. Why? Hát ấy. Okay. So now look at this picture. Lớ xong mơ rụp ní. There are two people. They are talking to each other. Chẳng chẳng dừng khơi tham miên mà nụp ní. Còn bông ta nỉ dậy khí nè. Can you see other? Miên khơi xe nhạt. Nạp xe tiệt át. Okay. There is a man here. Mình bỏ ra mình này nè. He has an idea. Còn mình cũng đợt mùi. And how about this picture? Còn nâng thua vậy tớ. What will he do? Okay, so now look at here. He climbed on the tree. Còn lăng lửa đàm chứa. With what? Okay, so and then what happened? Hãy bắt đầu mắc mình ấy cả lãng. And this?
and this. So now, do you know what is happening? I learned that ngọc nia đang tham mi rửa bấy cả làng ớt. He fell on his trick. Chàng chẳng cứ quát. Bà cháy tới lớn là bạch rửa bỏ quát. He want to do what? Chúng đang thật quát chẳng thua vậy ớt. He want these two people when chẳng quát chẳng ai bị nẹ này xào bán. At the end, he's wet alone. Bàn tay trong cõi cứ quát xào tại anh. Do you know who are they? Đang thật bộ kê chi nẹ nà ớt. So now, look at here. À lấy xong bước lại ní. Who is it? Ta chia nè nà kế. What does support say? Ta support là dây thăm ấy. Dara or support? Chia dara rồi có support. So now, read and translate this. Nè cổ cho ngài bốn án hay nâng bộ prai cả lại ní sẵn. Okay, after you finish. So now, let's read and translate with me. Và to bị bọn ăn nâng bỏ prai hai là xong ăn bỏ prai cho mùi nè cửu. Ê, who is lazier? Ta nở nà kê đá chờ chiếng. The answer is Dara. B, who is late for class? What does it mean? It means ta nè nà đá tới riêng dứt. Let us see, who is the messiest? Ta nè nà đá rồi nhai bóng phọt. D, who is the tidiest? Ta nở nà đá tidy mình sẵn đập thân ốp. Tidiest, the tidiest đầy mình sẵn đập thân ốp bóng phọt. Chẳng, ta nở nà đầy mình sẵn đập thân ốp bóng phọt. E, who is better at football? Ta nà kê đài lên ba bàn lọ bà xa. Who? And who is better looking? Hay cho nà kê đài mơ tớ so sẵn hà chiếng. Do you know? Đừng ớt. So now, listen. À lỡ xong stop mơ. Listen to type script 4.12.5 altogether. Type script 4.12.5. Thanks for dinner, Sopal. You're welcome, Linda. So, tell me about the other people in the class. Tell me about Dara. Oh, well, he's lazy. Really? How? Well, he never does his homework, and he's always late for class. Is he the laziest in the class? Yes, he is the laziest person in the world. Is he messy? Oh yes, he's messier than me. He's messier than everyone. He's the messiest person I know. No one's messier than Dara. But you're tidy. Puh, tidier than Dara. I'm the tidiest in the class, and I'm older than Dara. I'm the oldest in the class. Are you better at school than Dara? I am better at school and playing football than Dara. I think you're taller as well. Yes, Dara is shorter than me, and everyone says I'm better looking. Really? But you know what? What? Dara's wetter. Oh, yes, he's the wettest. Okay, do you know what is happening? Nè tặng ạc nè đang tham mì rửa vầy gồng bông cát làng ớt. And can you answer this question? Hai nè tặng ạc nè ạch lai xùm nô ni bàn ớt. It's the same here. Chẳng việc đôi tay nơi cái lại ni đai tên á. Do you want to listen to it again? Chẳng stop việc mà xa tiệt ớt. Okay, so now listen to it again. À lỡ xong stop việc mà xa tiệt chó ná. Text script 4.12.5. Thanks for dinner, Sopal. You're welcome, Linda. So, tell me about the other people in the class. Tell me about Dara. Oh, well, he's lazy. Really? How? Well, he never does his homework, and he's always late for class. Is he the laziest in the class? Yes. He is the laziest person in the world. Is he messy? Oh yes, he's messier than me. He's messier than everyone. He's the messiest person I know. No one's messier than Dara. But you're tidy. Puh, tidier than Dara.
I'm the tidiest in the class, and I'm older than Dara. I'm the oldest in the class. Are you better at school than Dara? I am better at school and playing football than Dara. I think you're taller as well. Yes, Dara is shorter than me, and everyone says I'm better looking. Really? But you know what? What? Dara's wetter. Oh, yes, he's the wettest. Okay, that's all. I love you, Chong. So, let's answer all together. Hello, song choi tặng ốc nha. B, who is late for class? Nà kê đầy mò riêng dứt. Dara also Paul. The answer is Dara. Who is the messiest? Nà kê đầy rinh nhai bông pot. The answer is Dara. Who is the tidiest? Cho nà kê đầy minh sẵn đập thân hộp bông pot. Dara also Paul. Chứ Dara rưu có sụp Paul. The answer is Paul. Who is better at football? Nà kê đầy lý bà bàn lò bà xá. The answer is Paul. Last one, who is better looking? Nà kê đầy mơ tất sọ sẵn hà chiến. The answer is Paul. Okay, so if you are not clear, let's take it with me. À lời bà xanh chiến đã tặng ọc nì nơi tỏ sao cho bác. À lời sống cháy viê chùm mùi nâng nạc rùn á. You can read and translate follow me. Nên là ngọc này ai ăn được bộ prai tâm được cổ bán á. Better, lò chiếng, messier, rồi nhé rồi nhảy chiếng, better, sao chiếng. Linda, thanks for dinner support. Ốc con xâm rạp ở hà bê lĩnh nghĩ support. You welcome Linda. Mình ấy tế Linda. So, tell me about the other people in the class. Được chứ nè, xong bọc nhau một bí sắp xế nực nông thân à. Rồi con mình ụp xế nực nông thân á. Tell me about Dara. Bọc nhau một bí Dara. Well, he's lazy. Mình hỏi, quất cứ chill. Really? Huh? Bất mệt rứ. Chill đo được biệp nào tớ. Well, he never does his homework. And he's always late for class. Quất mình đá thuộc cái cạp tẻ tê. Hãy quất tay anh ta. Marian dứt. Is he the laziest in the class? Ta quát cứ chia nẹ đại kia chương kỳ bóng phót nợ khổng thân ạ rứ. Yes, he is the laziest person in the world. Bạn mẹn hai quát cứ chia mà nụ đại kia chương kỳ bóng phót nợ khổng lồ. Is he messy? Ta quát rình nhẹ rình nhai ớt. Oh yes, oh mẹn hai. He's messier than me. Quát rình nhẹ rình nhai chương kỳ nhóm. He's messier than everyone. Quát rình nhẹ rình nhai chương nè group kia. He's the messiest person I know. Quát cứ chỉ nè đã rồi nhai trên kia bóng phốt để nhóm thợ squat. No one is messier than Dara. Khi miên là đã rồi nhai trên Dara tiếp nụ tê. But you are tidy. Tần tái ta nè miên sẵn đập thân hộp rứ. Đi có chị xâm lấy nè nè. Tidier than Dara. Miên sẵn đập thân hộp chương Dara. I'm the tidiest in the class. Nhóm miên sẵn đập thân hộp chương kế nó không thân á. And I'm older than Dara. Hai nhóm có chạc chương Dara phòng đài. I'm the oldest in the class. Nhóm chạc chương kế nó không thân á. Are you better at school than Dara? Cho ta nè riêng bậc cài chương Dara ớt nơi xa lá. I am better at school and playing football than Dara. Nhóm riêng bậc cài chiếng hai năng lên bà tốt bàn lò chiếng Dara. I think you are taller as well. Nhóm cực thà nẹ có khu chiếng phòng đài. Rồi có nhóm cực thà anh có khu chiếng phòng đài. Yes, Dara is shorter than me. Mên hỏi Dara tiếp chứng nhóm. And everyone says I'm better looking. Hai mình đúng mình đi. Vậy thà nhóm rõ sẵn hà chiêng. Really? Mẹn rứ. But you know what? Bạn ta nè đăng tế. What? Đăng ở vầy tớ. Dara is wetter. Dara cứ xám chiêng. Oh, he. Yes, he's the wettest. Oh, quát. Mẹn hai quát cứ chì nè đá xám bóng phật. Okay. After the translation, I hope you guys
can know about the meaning of this type script better. ចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបកប្រែហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីអត្ថន័យនៃអត្ថសម្លេងនេះល្អប្រសើរជាងមុន And now we can move on. ហើយឥឡូវពួកយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតបាន It's congratulations. អបអរសាទរ You finish unit 12. អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានបញ្ចប់មេរៀនទី12មួយទៀតហើយ Take the things you can do. គ្រឹះនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាន I can say who the biggest. ខ្ញុំអាចនិយាយនៅអ្វីដែលធំបំផុត youngest ក្មេងបំផុត and oldest in my family are. អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចនិយាយនៅអ្វីដែលធំបំផុតក្មេងបំផុតហើយនិងចាស់បំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាន Can you say it? អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានអត់ If yes Thích បើសិនជាអាច Chris And here I can talk about who's the best at something is មានន័យថាខ្ញុំអាចនិយាយអំពីអ្នកណាម្នាក់ដែលបកកែនៅខាងអ្វីមួយ Can you do it? By using superlative degree អាចធ្វើវាបានអត់ដោយប្រើទម្រង់ superlative degree អូខេ If you can Thích បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Chris មួយទៀតមក And here's your homework នេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះ Write about your classmates or your family by using superlative degree ចា៎អញ្ចឹងគឺសូមបងប្អូនសរសេរអំពីមិត្តរួមថ្នាក់ឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើ superlative degree For example use the word the oldest ឧទាហរណ៍ថាយើងអាចប្រើ the oldest ណាគេចាស់ជាងគេ the nicest ណាគេដែលល្អជាងគេ the youngest ណាគេដែលក្មេងជាងគេ the messiest ណាគេដែលរញ៉េរញ៉ៃជាងគេ the tidiest ណាគេដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាងគេ Okay, if you don't understand you can check here បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអត់ទាន់ច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលទីនេះបានHere's the example of it. នេះគឺជាឧទាហរណ៍ It's about the family. ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះគឺគេនិយាយអំពីគ្រួសារ And this is about the classmate. អញ្ចឹងអត្ថបទនេះគឺនិយាយអំពីមិត្តរួមថ្នាក់ You can check it by yourself. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលវាដោយខ្លួនឯង Try to read and translate it and then make your own. ចា៎អញ្ចឹងអាចព្យាយាមអានបកប្រែវាចឹងទៅហើយជាយើងបង្កើតអត្ថបទដោយខ្លួនឯងណាអូខេ thank you so much everyone for today don't forget to do the homework ចឹងកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះផងណា and thank you so much for your attention ហើយក៏អរគុណខ្លាំងដែរសម្រាប់ការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នណា thank you goodbye អរគុណលីហើយ